Thưa quý vị và các bạn, trong những năm vừa qua, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong cả nước nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng hưởng ứng. Người tiêu dùng đã nâng cao nhận thức trong tiêu dùng và sử dụng hàng Việt. Là tỉnh miền núi biên giới, Sơn La có 12 đồng bào các dân tộc cùng sinh sống. Trong 11 huyện, một thành phố, thì tỉnh có tới 5 huyện nghèo, 99 xã và 1.340 bản có điều kiện kinh tế xã hội còn đặc biệt khó khăn. Với đặc thù như vậy, để phát triển kinh tế, thương mại, Sơn La đã tổ chức triển khai nhiều phiên chợ đưa hàng Việt về các xã, huyện, vùng sâu, vùng xa, nhất là nhân dân vùng biên giới, tái định cư Thủy điện Sơn La, có điều kiện được tiếp cận hàng Việt với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý. Trong năm 2014, Sơn La đã tổ chức được 18 hội chợ với hơn 2.000 gian hàng, có 1.261 doanh nghiệp tham gia, giá trị hàng hóa lưu thông khoảng 43 tỷ đồng. Các doanh nghiệp được trưng bày và bán trong hội chợ chủ yếu là hàng Việt. Ngoài ra, hội chợ thương mại biên giới Sơn La Hủa Phăn tại thành phố Sơn La đã được tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển thương mại biên giới giữa Sơn La Hủa Phăn và hai phiên chợ tại xã Mường Chùm, huyện Mường La, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, nhằm mục đích xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt Nam về vùng sâu, vùng xa. Các chương trình khuyến mại cũng thường xuyên được tổ chức với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam, đảm bảo tiêu chuẩn đạt chất lượng, hình thức đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Hoạt động khuyến mại đã góp phần thúc đẩy kích cầu người tiêu dùng, cũng đem lại hiệu quả cao và đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trung tâm xúc tiến thương mại là cũng đã trực tiếp nhận những cái chương trình liên quan của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, đưa những các phiên chợ về vùng cao, vùng biên giới, đặc biệt là các huyện biên giới giáp với Lào. Những cái hàng hóa thì ở các vùng sâu, vùng xa là họ cũng rất là khan hiếm, cho nên là đây cũng là một cái cơ hội để cho bà con cũng có cơ hội được tiếp cận mua sắm hàng hóa ở tại các phiên chợ đó. Ngoài cái vấn đề ý nghĩa về vấn đề chính trị, đây còn là một cái hoạt động về văn hóa tinh thần rất là đặc biệt với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Ngoài ra, Ban chỉ đạo của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Sơn La đã kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của vận động với các cơ quan, đơn vị, các tập thể, các cá nhân về hiệu quả thực hiện của vận động trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương đã thành lập các cái ban chỉ đạo phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để mà có những cái chương trình tuyên truyền, rồi là có những cái chương trình là tổ chức các cái phiên chợ, các cái hội chợ đi vào các cái vùng sâu, vùng xa để đưa những cái hàng Việt Nam chất lượng để tiếp cận với bà con, để bà con các cái dân tộc trong vùng sâu, vùng xa tiếp cận được dùng những cái hàng Việt Nam chất lượng. Nhằm quảng bá giới thiệu hàng hóa Việt Nam và các sản phẩm được sản xuất tại Sơn La, các doanh nghiệp của tỉnh đã tham gia vào các kỳ triển lãm, hội chợ trong nước và quốc tế, tăng cường công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin tuyên truyền, tham gia bình chọn, tôn vinh các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được sản xuất tại địa phương. Sơn La thì cũng mang những cái mặt hàng nông sản, những cái chất chủ lực của tỉnh để giới thiệu với các cái doanh nghiệp trong nước cũng như là nước ngoài đến với Sơn La. Có những cái sản phẩm mang tính chất rất là đặc trưng của tỉnh Sơn La để giới thiệu và cũng để quảng bá những cái sản phẩm để mà có những cái ký kết hợp đồng tiêu thụ cũng như là đặt các cái sở chế biến cái mặt hàng nông sản tại Sơn La. Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục chú trọng công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp trong nước và địa phương để đưa hàng Việt về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, môi trường đầu tư để các nhà đầu tư xây dựng hệ thống siêu thị, các trung tâm thương mại có ứng dụng thương mại điện tử hiện đại nhằm phát triển môi trường, phân phối văn minh cho hàng hóa sản xuất trong nước, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đề phòng chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thương mại để bảo vệ thương hiệu hàng Việt đối với thị trường vùng miền núi, biên giới.